sẽ đến ngay. Đi nào. Đợi đã. Xong rồi, tắt ga nào. Đến giờ ăn thôi. Ồ, gấu con đâu rồi nhỉ? Đến giờ ăn rồi, con yêu. Con đến đây ạ. Con vừa chơi ở trong bếp đấy hả? Không ạ. Bếp là một nơi rất nguy hiểm, con không được vào trong đó chơi đâu nhá. Ăn thôi nào. Mùi lạ ư? Mẹ cũng ngửi thấy. Mẹ thấy chóng mặt quá. Em yêu, bà cũng thấy chóng mặt. Hôm nay mình trông thật là hoàn hảo. Mùi gì thế nhở? Mình phải xịt thêm nước hoa vào mới được. Giờ ngửi lại xem nào. Mùi còn tệ hơn. Có mùi gì vậy nhỉ? Ôi trời ơi! Mùi lên quá! Ông rùa! Có chuyện gì xảy ra vậy? Khu căn hộ có mùi rất khó chịu. Không thể ở đây được nữa! Trời ơi! Hôi quá! Hả? Mùi này bắt đầu từ đâu được nhỉ? Có khi nào là anh trồn hôi? Tôi chỉ bị xấu bụng thôi! Đây là bị xì hơi mà! Là tại tôi. Mà không phải do anh trồn hôi đâu. Mùi này là do khí ga. Đã có kết quả. Mùi này đúng thật là mùi ga. Mọi người hãy nhanh chóng sơ tán khỏi đây. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Đầu tiên chúng ta phải ngắt nguồn cung cấp ga. Papillon, cô hãy thử tìm nơi rò rỉ khí ga. Dobby, chúng ta cần phải cảnh báo mọi người rời khỏi đây gấp. Do gì khí ga? Mọi người hãy nhanh chóng sơ tán. Do gì khí ga? Cái gì? Do ga? Tôi bị cảm, mũi bị tắc nên không thể ngửi thấy mùi gì. Cảm ơn đã cảnh báo tôi nhá. Đi nào. Ôi không, hôm nay rác có mùi nồng thế nhỉ? Bà chuột. Không phải là rác đâu ạ, bị dò ga đấy ạ. Cậu nói gì hả? Bị dò ga. Ba ơi, mẹ ơi, tỉnh lại đi mà. Đây rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Khí ga bị dò từ nhà này. Chúng ta phải nhanh lên. Để đó cho tôi. Đợi đã. Cưỡng chế mở cửa có thể gây nổ khí ga. Chúng ta cần phải hạ nhiệt nó xuống trước đã. Đã hiểu. Mở cửa sổ ra ngay để không khí có thể tràn vào. Bếp đang mở sao? Bảo sao mà khí ga lại bị rò rỉ ra ngoài? Nhanh lên, mau đưa họ ra ngoài. Cuối cùng đã tỉnh dậy rồi. Có chuyện gì vậy mọi người? Anh chị đã quên không tắt bếp nên bị rò khí ga ra ngoài. Cái gì? Nhưng mà tôi đã tắt bếp rồi mà. Là tại con đã bật bếp khi mẹ không để ý. Trẻ em không được phép chơi đùa ở trong bếp. Bếp và các dụng cụ nấu ăn cũng không phải là đồ chơi có thể nghịch được. Cháu biết lỗi rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi với bếp ga. Nó rất nguy hiểm. Nếu các bạn ngửi thấy mùi lạ ở trong nhà và nghi ngờ bị rò rỉ khí ga, hãy báo ngay cho ba mẹ mình biết. Mở tất cả cửa sổ để giảm bớt khí ga ở trong phòng. Không được tắt hoặc bật bất kỳ thiết bị điện nào trong nhà. Nhanh chóng rời khỏi đó và gọi tới số điện thoại khẩn cấp ngay. Các bạn đã nhớ chưa nào? Nhà sĩ không đáng sợ đâu. Thôi ba ơi, con không muốn đi phòng khám nữa đâu. Con đi nhà sĩ không tiêm, không uống thuốc đâu. Nhưng nếu con không đi khám bác sĩ, cái răng sâu của con sẽ càng nặng hơn đấy. Lại thêm một đứa trẻ nữa sợ đi nhà sĩ ư? Hãy đến với bác sĩ An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc. Răng tốt, sống khỏe. Thật à? Không tiêm, không uống thuốc ư? Nghe hay quá ba ơi. Chúng ta mà đến chỗ bác sĩ An để khám răng cho con đi. Các bạn đang tìm tôi hả? Wow, bác sĩ An. Ôi không, vòi con, cháu bị sâu răng nặng thật đấy. Chúng cần phải được chữa trị ngay lập tức. Nếu không vi khuẩn sâu răng sẽ ăn sạch răng của cháu đấy. Đáng sợ thế. Bác sĩ An, xin hãy chữa răng cho con trai tôi. Đi theo cô nào, đảm bảo không đau chút nào luôn. Chỉ có bệnh nhân mới được vào phòng thôi. Vậy sao? Nằm xuống đi nào. Đừng lo lắng, không lâu lắm đâu. Wow, răng của con ổn hơn rồi này. Nhưng con vẫn đau ba ơi. Tôi quên mất bước quan trọng nhất. Há miệng ra nào. Đâu không còn đau nữa rồi. Cảm ơn bác sĩ An nhé. Và hóa đơn đây. Cái gì cơ? Sao mà đắt vậy à? Không còn đau chỗ nào nữa. Sao vậy con yêu? Giống con là vòi con. Con yêu, con có sao không? Răng con lại đau nữa rồi. Lạ thật đấy, chúng ta vừa mới chữa ở chỗ bác sĩ An xong mà. Hả? Sao lại đau nhanh như vậy nhỉ? Bác sĩ An? Hả? Đây là Sơn mà. Chúng ta cần đưa cậu bé đến bệnh viện ngay. Con thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đi khám răng đúng là không đáng sợ chút nào. Đúng vậy đấy. Vì thế nếu bị đau răng, hãy nhanh tới đây bác khám cho nhé. Vôi bố, bác sĩ An mà anh gặp trước đây là một tên lừa đảo. Từ giờ trở đi hãy cẩn thận hơn nhé. Chúng ta cần phải đi tìm bác sĩ giả mạo này ngay. Đã rõ. Hãy đến với bác sĩ chuyên khoa An, đảm bảo không tiêm, không uống thuốc, răng tốt, sống khỏe. Tôi trước. Mọi người đừng chen lấn, lần lượt từng người một nào. Không thể tin được, cô ta đã lừa được rất nhiều người rồi. Dobby, đừng nóng vội. Cháu ơi, xin hãy chữa răng của bác. Nó bị đau lâu lắm rồi. Tôi chắc, tôi nữa. Mọi đến đây trước mà. Nó đau quá, đau kinh khủng luôn. Xin hãy nhường đường. Một kẻ có tiền. Tôi thấy quý ông đây bị đau nghiêm trọng lắm rồi đấy. Nào, hãy đi lại đây. Giờ mở miệng ra nào. Ôi trời ơi, răng của anh bị sâu nghiêm trọng lắm. Cả cái răng đen xì luôn rồi. Không, đó là một miếng dao bị rắt vào răng do anh ấy vừa ăn bánh mì xong mà. Đúng thế luôn rồi.
xin lỗi, chắc là do kính của tôi bị mờ. Giờ thì tôi nhìn thấy rõ lắm rồi. Ôi trời ơi, anh có rất nhiều chỗ sâu răng nặng khác nữa. Phải nhổ hết chỗ răng sâu ấy đi ngay. Nhổ tất sao? Thế thì tôi làm thế nào? Anh có thể dùng bộ răng vàng này của bác sĩ An. Để tôi thử trước. Sao nó ngọt như vậy nhỉ? Hả? Đây không phải vàng. Hả? Bên trong là sô-cô-la mà. Hả? Cô không phải là nha sĩ. Cô ta là kẻ lừa đảo. Hả? Lừa đảo? Chúng ta đã tin rồi. Các người là ai? Cảnh sát ư? Chúng tôi tóm được cô rồi. Hãy mau đầu hàng đi. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Không bao giờ bắt được ta đâu nhá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng lo lắng hay sợ hãi nếu phải đi gặp nha sĩ khi bị đau răng. Chỉ có nha sĩ mới có thể giúp răng của bạn hết đau. Nếu không, nó sẽ trở nên càng tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Quảng cáo giả. Thật là may quá, các cháu bị sao vậy? Chúng cháu vừa uống tứ nước này, bọn cháu không dừng lại được, và rồi bọn cháu trở nên như thế này ạ. Chúng ta phải đến ngoài đây, chúng ta không thể thoát được. Có chuyện gì xảy ra rồi? Chúng ta phải mau điều tra xem. Để tôi mua trước, để tôi, để tôi, để tôi mua trước. Tôi sẽ đi mua một chai. Chúng ta đi. Xin phép ạ. Bị tuột mất một chiếc giày. Cảnh sát đây, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Pavilion, xét nghiệm đồ uống. Được. Mùi này thơm thật đấy. Để tôi thử một ngụm.
Dừng lại, nước uống này có vấn đề. Nhìn này, nó chứa toàn hóa chất độc hại. Nó sẽ làm bạn bị rụng tóc. Còn cả bị đầy hơi nữa. Ôi không, tôi không có bị hói đâu. Mọi người hãy mau dừng lại. Ai đã làm ra thứ đồ uống này, thật là kinh khủng. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Bằng nguyên liệu bí mật này của ta, mọi người sẽ không thể ngừng uống nó được. Miễn là ta kiếm thật nhiều tiền, mặc kệ các ngươi bị hói hay là bị đầy hơi. Cảnh sát đến, mình phải trốn đi ngay mới được. Nó ghi nhà máy sản xuất là ở đây. Ở nơi hoang vắng như thế này sao? Chúng ta vào trong xem. Không có ai đây cả. Tìm kiếm xung quanh đi. Dạ. Tuân lệnh. Lạ thật đấy, mọi người trốn đâu rồi? Cái này là cái gì mà trông lạ thế? Đau quá. Lại là người linh lương. Đứng lại ngay. Mấy người tự chơi tiếp đi nhá. Ta phải đi đây. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Người không chạy được đâu. Cô phải đi cùng với chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số quảng cáo sai sự thật sẽ lừa bạn mua các sản phẩm của họ. Đừng tin tất cả những gì họ nói và hãy luôn cẩn thận không để bị lừa nhé. Hãy ghi nhớ những điều này. Từ người lạ. Mẹ ơi, nhìn kìa, đồ ăn ngon thế. Wow, kem này trông ngon quá đi mất. Một lúc nữa mẹ sẽ mua cho con, được chứ? Wow, cái kia nhìn cũng ngon nữa. Mình sẽ bắt đứa trẻ đó bằng cái bánh quy đặc biệt của mình. Wow, mùi thơm thế nhờ. Này cháu bé, đây, cho cháu ăn bánh quy này, ăn thử đi. Nhưng mẹ cháu bảo không được lấy đồ ăn từ người lạ. Nó ngon lắm đấy, cháu không thể mua nó ở bất cứ nơi nào đâu. Cháu sẽ thử nó ạ. Wow, ngon quá đi mất. Sao buồn ngủ thế nhở? Đi với chú nào. Tê giác nhỏ. Tê giác nhỏ. Con yêu, tê giác nhỏ. Đó, có chuyện gì vậy nhỉ? Đến xem nào. Tê giác nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, là bác hãy giúp tôi. Tê giác nhỏ bị mất tích rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cậu ấy. Tốt hơn đấy là mình nên ra khỏi đây trước khi họ thấy. Thật tuyệt vời. Roti thơm ngon bay trên không trung. Đến và xem nào. Này, bạn nhỏ, cháu không sao chứ?
thật ý. Chị có thấy tê giác nhỏ ở quanh đây không? Tôi không thấy. Anh có thấy tê giác nhỏ không? Roti của mình lộn xộn hết cả rồi. Hả? Trông nó rất giống tê giác nhỏ. Hả? Ông Vượn, ông có nhìn thấy tê giác nhỏ không? Tôi có thấy. Cậu bé trông rất kỳ lạ. Và cáo xám đã đưa cậu bé đi. Cáo xám? Ôi không, tê giác nhỏ có thể gặp nguy hiểm. Đi thôi. Ở đằng kia. Cảnh sát, ôi không, chạy thôi. Không. Hả? Đấy rồi. Đó. Các người không ăn được ta đâu. Đi thôi. Dopey. Cáo xấu xa chạy mất rồi. Đi thôi. Có gì đó không ổn với những chiếc bánh quy này. Tôi biết lý do rồi. Đi nhanh lên. À, đường này. Ôi không, nó bị khóa mất rồi. Hay là ở tạm chỗ này vậy? Mình phải làm gì bây giờ? À, phải rồi. Mình sẽ bỏ những chiếc bánh này vào miệng họ, rồi họ sẽ không đuổi theo nữa. Không đuổi theo nữa sao? À, họ đến rồi. Dobby, đi theo hắn. Tê giác nhỏ, tỉnh lại đi. Tự nhiên dừng lại ngay. Tự nhiên lại chóng mắt thế nhờ. Đứng lại. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta. Đưa họ đến bệnh viện ngay thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng bao giờ nhận đồ ăn từ người lạ mà chưa hỏi ý kiến của ba mẹ nhé. Người xấu có thể dùng thức ăn làm từ nguyên liệu đặc biệt để lừa bạn. Vì vậy, bạn nên cẩn thận. Đừng để đồ vật vào mũi và miệng của bạn. Lại đi, nhanh nào, xếp hàng thôi. Dâu tây ngon nhất thế giới đây. Wow. Tôi lấy một túi. Tôi lấy một túi. Tôi cũng lấy một túi. Được rồi, từng người một nào. Wow. Đến lượt tôi rồi. Sắp bay đến đây. Tôi sẽ lấy một túi dâu tây. Anh không được chen hàng đâu. Xin lỗi, tôi đã hết dâu tây mất rồi. Ui, ngon quá đi. Đừng lo lắng. Với những hạt giống được lai tạo đặc biệt của tôi, bạn sẽ được ăn dâu tây thơm ngon sớm thôi. Chính nó. Nếu như mà có hạt giống này, mình cũng sẽ có thể tự trồng dâu tây. Lần sau chúng ta mới mua được dâu tây. Có trộm. Nhanh đến xem sao nào. Anh Sóc, anh bị làm sao vậy? Tôi bị óc cái thứ gì đó. Tôi sẽ giúp anh đẩy chúng ra. May quá.
Cảnh sát trưởng Labrado, hạt giống đặc biệt của tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Sao gì cơ? Vừa rồi tôi thấy một tên trộm ăn cắp hạt giống của tôi, vì vậy tôi đã cố gắng lấy lại chúng, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì mà tôi không thể làm được. Không có ai rời khỏi nhà kho. Các cửa sổ đều được khóa. Tôi nghĩ tên trộm đang trốn trên trần nhà. Đứng lại ngay. Chính là hắn. Bỏ tôi ra. Người không thể chạy thoát đâu. Dừng lại. Nhanh lên. Ở đằng kia. Dobby, anh có ổn không? Tôi ổn. Hắn đã chạy đường kia. Đi thôi. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Dừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Có rồi thì bắt ta đi. Tôi không thở được. Cứu tôi mà. Thật là đáng sợ quá đi. Anh không nên trộm đồ. Hãy đi với chúng tôi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng bao giờ cho những thứ nhỏ như hạt đậu, quả hạch hoặc viên bi vào mũi hoặc miệng của mình. Nó có thể gây khó thở và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Hãy ghi nhớ điều đó. An toàn trong bể bơi. Đứng lại đó. Không bao giờ bắt được ta đâu. Ôi bánh vòng của tôi. Trời ơi, mình phải trốn ngay. Ở dưới chân cầu, những chú vịt vừa chơi trông rất vui. Hãy đến những chú vịt cùng mình. 1, 2, 3, 4, 5. Kia rồi. Quạc quạc. Cũng quá bạc. Lại mất dấu hắn to rồi. Chào chú cảnh sát. Xin chào. Hả? Kia là áo tù của tên trộm gà. Ôi không, có vẻ như anh ta đã trốn giữa đàn vịt con. Đi nào. Hả?
ngọ rất giống nhau. À, tôi phải đi tìm hắn ta. Đợi đã, nếu anh làm hắn ta bất ngờ, ta có thể làm tổn thương những chú vịt con xung quanh. Tôi có ý này. Chúng tôi là những huấn luyện viên bơi lội mới. Hãy bắt đầu học nào. Vâng ạ, bắt đầu thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hắn nếu chúng ta cải trang thành huấn luyện viên bơi lội không? Gà không biết bơi. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể tìm ra hắn nếu quan sát cẩn thận. Thật là nguy hiểm quá. Đau quá. Các em, đây là bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Không nên ném đồ xung quanh gần hồ bơi. Chúng ta có thể trượt và ngã. Đặt dụng cụ bơi trên kệ này. Vâng, thưa thầy. Và hãy nhớ, cần phải làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ bơi. Nếu không, chúng ta có thể bị chuột rút cơ bắp. Tất cả đi theo thầy. Khởi động nào. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Cảnh sát đã đi rồi. Mình không cần phải trốn nữa. Mình phải đi thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không, là cảnh sát kìa. 1, 2, 3, 4. Phải làm gì đây? Họ có để ý đến mình không nhỉ? Khởi động đã xong. Bây giờ hãy mặc đồ bơi an toàn và xuống bơi thôi. Vâng ạ, quạt quạt quạt. Hãy cùng bơi nào. Mình không biết bơi. Họ sẽ phát hiện ra mình ngay. Làm thế nào bây giờ? Mình phải làm gì đây? Các em, hãy xuống bể bơi nào. Vâng, thưa thầy. Quạt quạt. Xếp hàng, từng người xuống một. Chúng mình xuống nước nào. 1, 2, 3, 4, 5. Quạt quạt quạt. Ê, khoan đã. Cháu đã không dùng phao bơi đúng cách. Điều đó không an toàn. Cháu hiểu rồi. Để chú giúp cháu. Không sao mà. Cháu có thể tự làm được. Chân của cháu. Đầu của cháu. Chỉ là ngươi là tên trộm gà. Anh đã tìm ra tôi rồi. Chạy tôi. Người không chạy thoát được ta đâu. Cẩn thận xung quanh hồ bơi, rất trơn đấy. Cứu tôi với, tôi có biết bơi. Thở quá đi. Thế, vậy anh ta là tên trộm gà. Trộm gà, anh đã bị bắt. Hãy đi cùng chúng tôi. Thấy không, chúng ta không nên làm giống anh ấy. Hãy thực hiện các quy tắc an toàn trong bể bơi. Chúng ta hiểu rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, sàn xung quanh hồ bơi có thể trơn trượt. Vì vậy, nếu chạy hoặc ném đồ đạc xung quanh hồ bơi, chúng ta có thể bị trượt chân và bị thương. Trước khi bơi, cần khởi động thật kỹ và mặc đồ bảo hộ phù hợp. Và rất nguy hiểm khi chơi ở khu vực nước sâu. Vì vậy, chỉ nên chơi ở khu vực dành cho trẻ em. Không mở cửa cho người lạ. Sói kia, đứng lại ngay. Không đâu. Ôi, cảm ơn nhá. Hắn ta đâu rồi? Thật may quá, mình cần tìm chỗ trốn ngay. Mẹ sẽ về ngay thôi.
Vâng ạ. Và phải nhớ không được mở cửa cho người lạ con nhé. Ồ, mẹ đừng lo, con không mở đâu. Con chào mẹ ạ. Chào con. Tuyệt, thỏ con ở nhà một mình kìa. Đây là cơ hội của ta. Ai thế? Chào cháu bé. Nhân viên giao hàng đây. Nhà cháu có bưu kiện này. Bưu kiện à? Hãy mở cửa ra và ký nhận cho chú nhé. Ờ, chú cứ để ở cửa đi à. Ờ, thôi nào, cháu nhìn đây này. Chú có rất nhiều đồ ăn ngon này. Kẹo sô-cô-la, kẹo mút, kẹo dẻo và cả bim bim nữa. Wow, trông ngon quá đi mất. Đúng rồi, mẹ cháu mua mấy cái này cho cháu đấy. Nên giờ mở cửa cho chú nhé. Và phải nhớ không được mở cửa cho người lạ con nhé. Đúng rồi, mình không được mở cửa cho người lạ. Cháu phải đợi mẹ về mới được mở cửa. Con bé không bị lừa. Nghĩ xem nào. À, mình biết rồi. Ừ, ai đây? Là mẹ cháu đây. Mau mở cửa cho mẹ nào. Mẹ. À, nhưng sao hôm nay giọng của mẹ lạ thế? Đó là vì mẹ bị ốm. Giờ mở cửa ra nào con yêu. À, ôi không. Thế thì mẹ vào nhà nhanh đi. Để con lấy nước ấm cho mẹ nhé. Của mẹ đây. À, chú không phải mẹ con. Dĩ nhiên là không phải rồi. Mày chạy đâu cho thoát? Tên sói rát xảo này, hắn trốn đi đâu rồi nhỉ? Hả? Hả? Đây là quần áo của tên sói. Hắn chỉ ở gần đây thôi. Hắn luôn đóng giả người khác để lừa trẻ con mở cửa cho hắn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Anh có thấy tên này ở gần đây không? Chúng ta sẽ đến nhà cô thỏ hỏi xem sao. Họ đang đến đây. Mình phải thay đồ để lừa họ. Chào, có ai ở nhà không ạ? Tôi giúp gì cho anh ạ? Cô thỏ, cô có thấy người này ở gần đây không? Tôi không thấy. Tôi thấy không khỏe trong người nên hôm nay tôi đã ở trong nhà cả ngày. Hả? Cô thỏ, sao chân cô lại màu xám vậy? Đây là mẫu thời trang mới nhất đấy. Còn mặt cô thì sao? Sao nó cũng màu xám luôn? Chắc là tôi vừa dọn ống khói, chắc bị bụi bám vào ấy mà. Tôi xin lỗi nhé, tôi phải vào nhà nghỉ chút đây. Đợi đã, ngươi không phải là cô thỏ. Ngươi là sói. Gặp lại sau nhé. Đứng lại. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại đó. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Tạm biệt nhé. Các người không bắt được ta đâu. Người chạy không thoát đâu. Không ai thoát được khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu ở nhà một mình, các cháu không được mở cửa cho bất kỳ ai trừ ba mẹ của mình. Kẻ xấu thường sẽ tìm cách nói dối và lừa các cháu mở cửa cho chúng. Các cháu phải luôn cảnh giác. Hãy gọi cho ba mẹ khi thấy có người lạ ở ngoài cửa.
hãy nhớ kỹ bài học hôm nay nhé. Go! Thang cuốn cắn dây. Các con cẩn thận đấy. Anh xem kìa. Các con đâu rồi? Thơm quá. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không cô Sóc? Cô đang vội chuyện gì sao? Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi vừa bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm chúng. Chúng tôi sẽ giúp ngay. Làm phiền anh có thấy hai đứa trẻ chạy qua đây không? Chúng cao khoảng từng này. Hình như tôi thấy đi vào trong thủy cung. Cảm ơn anh. Dobby. Chúng ta chia nhau ra ở đây. Sóc nhỏ ơi, Sóc lớn ơi. Sóc nhỏ ơi. Các con ơi. Tìm thấy rồi. Nhầm người rồi. Ôi, tranh vẽ của tôi. Ôi, thật may quá, chúng không sao. Hả? Bức tranh này cậu thấy sao? Tuyệt tác đúng không? Đây là hai con quái vật đang đánh nhau ở thác nước à? Không. Hả? Đây là hai bạn sóc nhỏ đang chơi ở thang cuốn. Đúng rồi, anh thật có con mắt tinh tường. Chắc chúng vẫn còn ở đó. Đi nào. Chúng kia rồi. Các bạn nhỏ, chơi ở thang cuốn rất nguy hiểm. Các cháu có thể bị thương nữa. Bọn cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn chỉ được đi thang cuốn cùng với ba mẹ. Và không bao giờ được chơi đùa khi đang đứng trên thang cuốn. Nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, hãy ấn nút khẩn cấp có trên thang cuốn. Như vậy, thang cuốn sẽ dừng lại ngay lập tức. Các bạn hãy nhớ nhé. Hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt. Đi nào hả mã nhỏ, chúng ta thả diều đi. Diều của tớ sẽ rất là ngầu cho mà xem. Cứ chờ đấy.
xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, xin hãy cứu cậu ấy. À, gì cơ, người ngoài hành tinh á? À? Nhìn đằng kia kìa, chắc không phải người ngoài hành tinh đâu, có đúng vậy không? Có gì đấy không đúng lắm, chúng ta mau đuổi theo. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu, kể cả là người ngoài hành tinh. Bóng bay đây, bóng bay này. Hả, dây à? Cứu, cứu. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tới. Người ngoài hành tinh tới rồi. Người ngoài hành tinh. Ở đằng kia kìa. Đi nào. Hey da, hãy mau thả hà mã nhỏ ra ngay. Hả? Nó đi mất rồi. Trời ạ, nó chạy mất rồi sao? Hả? Dây diều sao? Có lẽ nào đây là một con diều chứ không phải người ngoài hành tinh. Đó là vì sao nó bay theo hướng gió. À, trời ơi, đúng là vậy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được con diều và cứu hà mã nhỏ. Papillon, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Đã rõ. Tới giờ biểu diễn của Papillon rồi. Đi nào. Lên nào mọi người. Hãy bay theo chiều gió. Đi nào. Được, chúng ta đi nào. Xoay tròn, xoay tròn. Bay lên bầu trời. Nó kêu rồi. Dạ, đúng là một con diều. Cố lên hà mã nhỏ, các chú sẽ cứu cháu. Cứu cháu. Cẩn thận đấy. Cảnh sát trưởng Labrador. Chúng tôi không sao. Cháu sợ con diều lớn rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các con diều rất khỏe khi chúng bay lên. Vì vậy, chúng ta phải nhớ chỉ được thả diều cùng với ba mẹ mình, không được thả diều một mình. Ngoài ra, phải luôn chú ý khi chúng ta thả diều, phải cẩn thận, không vấp hoặc vướng vào dây diều. Cuối cùng, dây diều rất mảnh nên chúng ta cần phải đeo găng để bảo vệ tay của mình. Hãy nhớ những điều này nhé! Xe quá tải nguy hiểm! Ha 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 ha
nhìn này, bà mới mua xe mới đấy. Wow, thật tuyệt vời. Bà ơi, bạn con có thể đi xe mới bây giờ không? À, được chứ. Tất cả tập hợp. Xe chật quá rồi. Không chật đâu. Hôm nay chúng ta ở nhà nhé. Đi mà ba, mà bọn con muốn đi xe mới. Vậy chúng ta chỉ đi một vòng thôi nhé. Vâng ạ. Ngồi yên nào, đi thôi. Hồi quá, hồi quá đi à. Này, hãy xem tôi đây. Wow, thật sạch sẽ. Sao nó lại bẩn rồi? Này, anh phải lái xe cẩn thận vào chứ. Hình như chiếc xe đó gặp vấn đề rồi. Dobby, chúng ta mau đuổi theo để điều tra xem. Babylon, hãy chuẩn bị tiếp ứng. Đã rõ. Đừng đẩy nữa, em lại muốn xì hơi. Đẩy ba mở cửa sổ ra. Sao trong xe lại có nhiều người như vậy? Thật nguy hiểm. Chúng ta phải dừng chiếc xe đó lại. Sao mình lại ra đường lớn rồi thế này? Ôi không, cẩn thận đấy. Bà không thể điều khiển xe được nữa. Cẩn thận. Babylon, xe của bác nó bị mất lái, chúng tôi cần hỗ trợ gấp. Đã rõ. Đã đến lúc Babylon thể hiện rồi, đi nào. Tránh đường, tránh đường. Xin nữa, thật là nguy hiểm quá. Chúng ta sắp sửa xuống dốc, ba phải dừng xe ngay. Phanh không hoạt động. Sao lại có khói thoát ra? Bác Ngông, hãy dừng xe lại. Phanh không hoạt động. Chúng ta phải dừng xe lại ngay. Đã rõ, móng vuốt này, đi nào. Là vách núi. Mọi người an toàn rồi. Thật đáng sợ quá đi. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Bác Ngỗng, bác đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bác sẽ phải về đồn với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở quá số người quy định nữa đâu.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển trên một chiếc xe với số người nhiều hơn số ghế có sẵn. Khi di chuyển trên xe ô tô, trẻ em phải được ngồi an toàn ở phía sau và thắt dây an toàn đầy đủ. Khi xe chạy, các bạn phải ngồi yên trên xe, luôn giữ đầu và tay chân ở trong xe. Hãy ghi nhớ những điều này nhé! Cẩn thận với dây diều! Hey, tớ nhanh nhơn cậu rồi nhá. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy này? Cái gì kia? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Tới đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thật là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. Vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia đúng là một con diều. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá. Nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người, cúi xuống ngay. Bóng bay của tôi. Ôi không. Mọi người tránh ra.
Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé.